Mình là Hồng Dung đây. Dạo gần đây hình như trong mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về vấn đề top 1 trending đúng không? Giữa Sơn Tùng MTV và Jet với bài hát là Đông Đón với chúng ta của hiện tại. Hôm nay mình ngồi ở đây chúng ta bàn luận về vấn đề hai anh đẹp trai. Chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề của chúng ta của hiện tại để chăm sóc răng miệng nhé. Chăm sóc răng miệng là chăm sóc gì? Ông bà ta ngày xưa có câu cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng chúng ta thật sự chăm sóc răng miệng chúng ta đúng cách chưa? Phần lớn thì chúng ta đều phạm những cái lỗi như là sử dụng bàn chải không đúng cách, gây nên những vấn đề răng miệng rất là nguy hiểm luôn. Nhưng nếu chúng ta chăm sóc răng miệng cách gọi là chuẩn thì chúng ta sẽ có được răng trắng sáng, cơ hàm khỏe mạnh, ăn nhai tốt hơn để ăn những món ăn ngon, để có một răng trắng sáng. Thì hôm nay với Lê Hồng Nhung sẽ bật mí một bí mật nhỏ. R&B đúng ngàn chứ. Chùa bàn chải răng miệng. Chùa bàn chải răng miệng. Và sao sản phẩm R&B Smart 4419 là một sản phẩm chăm sóc răng miệng một cách tốt nhất? Thì đây là một sản phẩm rất là ưu việt. Ai đã từng sử dụng và ai rồi thì được sử dụng sản phẩm này. Yeah, tao không quan trọng rồi. Đọc hộp thôi. Mình sẽ đọc hộp nha. Sản phẩm có một điều đặc biệt là có thể kết nối với Bluetooth của điện thoại. Với công nghệ 3D, bàn chải xoay 3D tới đủ các góc cạnh, giảm 100% các mảng bám so với đánh răng bình thường. Ngày 2 lần, sau 2 tuần, bạn sẽ thấy rõ rệt kết quả luôn. Hàng đánh giá đều đánh giá cao hiệu quả này ấy. Thay đổi đèn LED 30 giây một lần giúp bạn thay đổi vùng chải nhé. Khoan miệng chia ra thành 4 vùng, trên, dưới, trái, phải, cứ 30 giây một vùng. Tất cả đều có thể cài đặt qua app điện thoại. Đèn LED sẽ báo động nếu bạn chải quá mạnh. Với công nghệ Visible Breath Sensor rất an toàn và bảo vệ nước tuyệt đối luôn. Sản phẩm vô cùng tiện lợi và rất là chắc tay nữa, nhẹ. Nhưng nó hết pin, chúng ta đọc pin chứ làm gì. Nhưng mà ở một diễn biến khác. Hiện tại bên Tiến Thần Beauty đang có ưu đãi nên các bạn hãy nhanh chân nhanh tay đến đây để sở hữu một sản phẩm giống như mình và có được cảm giác độc phụng như Nguyễn Lê Hồng Dung nha. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy đóng góp ý kiến ở phía dưới để mình có thể cải thiện cho những video tiếp theo. Bây giờ thì video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn lần sau nha. Bye bye.